nữa đâu. Chọc quá, luồn quá, đấy. Không, luồn thế này đấy, gài nó vào thế này. Thế thôi, được rồi. Cho nó nằm xuống nhá, xong bắt đầu là khoạc lên lưng nó cơ. Cho nó nằm xuống xong khoạc lên lưng. Đấy. Thôi, lấy nốt một con bờ răng nữa.
con này chưa bịt đầu. Và con này chưa bịt đầu. Nó phải nhấc sang bên đây cho nó khỏi cái tay. Đấy rồi. Thôi thôi. Con gì ạ? À vâng. Giá? Cái gì ạ? Giá gì ấy hả? À, con đấy giá hơn sắt vụn tí thôi. Hả? Nhà. Mỗi nhà. Chú Nguyễn Danh Tráng, Cát Tường, Bình Lục, Hà Nam.